trên cái nắp hàng á, người ta ngồi đông lắm. Ngồi hả sư? Đông lắm, thiếu người giỡn mà. Thì mỗi lần như vậy sẽ tâm niệm khẩu niệm, sẽ niệm xong phủi ra hết, rồi sẽ đưa cái xác vô phòng à, còn lại ngoài. Dạ. Nó đâu có vô đó làm chi. Dạ, hèn gì con để ý đúng trước rồi. Khi những nhà sư chuẩn bị thiêu thì sẽ niệm niệm một cái bài gì đó hay sư ha, là đặng đuổi những cái dâm hồn đi hay sư. Tùy. Dạ. Tùy cái mỗi người ha. Tại vì tùy là minh sư á, thì có một câu của sư thôi ha. Thì sư xin một cái gì xuống hết luôn. Wow. Sư quỷ văn xuống hết luôn, tới lộn cộng lộn cộng luôn. Dạ. Ừ, sợ chứ biết mà. Rồi xong sư đưa vô à, rộn mà. Không có mình sư hả? Là họ đông lắm hả sư? Trời ơi, con nít nôi đổ leo lên cái hàng nó giỡn giỡn ơi. Vâng. Wow. Con chưa thấy đâu. Có nhiều lúc họ về họ nói chuyện nó cười lắm kìa. Họ vui. Họ nói rồi, chuyện với sư luôn. Nói chuyện luôn. Rồi chứ nó sư hỏi đàng hoàng luôn. Dạ. Cái gì đâu. Ha, không có cái gì quan trọng. Sợ quá, nếu mà như con là chắc con đâu phải ai cũng thấy được con. Dạ. Tại sư nó thẳng luôn á, là sư về rồi nói giờ á là sư thiêu. Sư thiêu người ta. Dạ. Sư thiền thấy người ta. Con hiểu chưa? Dạ. Chứ sư không có thiêu, không có thiền làm bậy. Thế nghĩa là ta nói bậy. Dạ. Trời ơi sư ơi, giờ cái người đó rất ghê, không có ghê. Vẫn bình thường như mình, vẫn chết bằng cái gì, thấy không? Đồ gì của họ. Dạ. Rồi xong khi họ đi rồi họ đi, rồi giá tí đồ đặt, rách, mình sẽ gặp mình, gặp sớm. Dạ. Thì sư hồi hứng liền, sư cho cái ấy, chắc con giải này, bộ đồ. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Dạ, thưa cả nhà, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng gặp gỡ và trò chuyện với một vị sư thầy, đó chính là sư trụ trì của ngôi chùa Đông Phương Tự tại Cây Lậy, Tiền Giang. Dạ, thưa cả nhà, thì ở sư thầy có một điều khá là đặc biệt, đó chính là sư thầy có được một đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy được những cái vong linh cũng như là những quan hồn hiện ra xoay quanh. Dạ. Để tìm hiểu về nội dung của câu chuyện ngày hôm nay là như thế nào thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu theo dõi video nha. Xin chào. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin gửi lời chào sư ạ. Dạ, thưa sư, con thì được biết á, sư về mặt tâm linh á, là sư có thể nhìn thấy được những cái vong linh cũng như là những cái vong hồn hiện ra quanh sư. Con hy vọng rằng sư có thể chia sẻ cho con biết là sư nhận biết được, nhìn thấy được bắt đầu từ khi nào vậy sư? 4 năm, 40 năm trước á. Dạ. Sư đã thấy rồi từ mấy chục năm trước là như thế mới đây. Là cơ duyên sao mà mình không thấy cơ sư? Duyên. Do sư thiêu. Dạ. Thiêu rồi sư mới thiền. Wow. Ha. Sư thiền xác chết, hay là thiền tử thi đó. Dạ. Một khi vừa đốt người ta lên, sư ngồi sẽ dòm vô cái lỗ, người ta cháy bắt đầu ngổi đầu lên, bắt đầu cháy, sư dòm, bắt đầu dòm, mất cái đầu, tới cái bụng, cái ngực xong nó xuống tới cái bụng nó bỏ mở bình ra, rồi ruột gan phèo phổi gì nó bự lắm, ngủ ầm ầm. Dạ khơi rồi, rồi con trái hết cái hai cẳng đó là sư thiền vậy đó. Dạ. Sư cho sư thiền chứ còn không có thiền vậy mà thôi. Dạ, có nghĩa là trong cái lúc thiêu là sư sẽ thiền ha. Đúng. Dạ. Thiền theo cái tử thi đó. Dạ, nhưng mà con có một cái thắc mắc này nè sư. Ừ. Con không biết rằng khi mà mình đưa xác họ vào á sư. Ừ. Rồi hồn họ ở đâu sư? Đó là hồn má ở ngoài. Hồn họ thì ở ngoài hay sư? Ở ngoài. Tại sư á nghe nè. Theo sư á thì tùy họ ăn nghỉ. Dạ. Tại vì cái trên nắp hàng á người ta ngồi đông lắm. Ngồi hả sư? Đông lắm, thiếu người giỡn mà. Ồ. Thì mỗi lần như vậy sẽ tâm niệm khẩu niệm, sẽ niệm xong phủi ra hết, rồi sẽ đưa cái xác vô phòng à, còn lại ngoài. Dạ. Nó đâu có vô đó làm chi.
Dạ, hèn gì con để ý trước khi những nhà sư chuẩn bị thiêu thì sẽ niệm niệm một cái bài gì đó hay sư ha, là đặng đuổi những cái dâm hồn đi hay sư. Tùy. Dạ. Tùy cái mỗi người ha. Tại vì tùy là minh sư á thì có một câu của sư thôi. Ha. Thì sư xin một cái gì xuống hết luôn. Wow. Sư ủi dân xuống hết luôn. Té lộn cộng luôn cộng luôn. Dạ. Ừ, sợ chứ biết mà. Rồi xong sư đưa vô. À, rộn mà. Có mình sư ạ? Là họ đông lắm hả sư? Trời ơi, con nít nơi đổ leo lên cái hàng nó giỡn giỡn ơi. Giỡn. Dạ thưa sư, sư cho con hỏi thăm á. Với đôi mắt của sư á, thì có thể nhìn thấy như vậy thì những cái vong hồn của họ á sư, họ có ghê ghê tận không sư? Không ghê tận gì. Dạ. Mà sư nói họ vẫn là họ. Được chưa? Dạ. Họ vẫn bình thường. Không có làm một hình dáng gì xấu rồi làm. Dạ. Nếu con nhìn thấy vậy là con ngã, bệnh, con té xuống con chết rồi. Thì cái vong nó đau khổ lắm mà. Họ sẽ bị tiền kiếp nữa. Dạ. Phải không? Chứ đâu phải con nói trời ơi hình dáng, không bao giờ có. Không được có chuyện ghê lắm. Dạ. Nhưng mà con không biết rằng những cái ước nguyện của họ khi mà dạng như họ chưa có hoàn thành đó sư, rồi họ mất đi như vậy á sư, ước nguyện còn để lại rồi họ có giống như là có lưu luyến không sư? Không, sư không nghĩ đó. Sư thấy sư nói ha. Dạ. Là người ta mất rồi nhưng mà họ vẫn còn. Người ta mất rồi à, nhưng mà vẫn còn cái tâm thức của người ta. Dạ. Nó còn để người ta đi một khoảng cách là chỗ nào đó đó. Không? Người giáo tỷ không có thì gặp sư, người ta sư thiêu mà, nghe không? Dạ. Ờ, thì cái đó là thôi, cũng có gì nói, nghe không? Ừ. Không có gì đâu. Ừ. Dạ thưa sư, nhưng mà con cùng với quý Phật tử gần xa sư, cũng có một cái thắc mắc này nè, à, không biết rằng hồn họ như vậy á, thì chừng nào họ mới về âm phủ sư? Cái chuyện đó, mắc cười lắm, sư không nghĩ tới đó. Dạ. À, sư không bao giờ nghĩ. Mà sư nghĩ rằng cái tâm linh của họ à, họ nghe kinh kệ để mà sư thoát. Con hiểu chưa? Dạ. Chứ còn không nghe được thì con cũng chắc dưỡng người đường thôi. Nói đâu mà không được. Dạ. Không hưởng được gì hết. Không. Có nghĩa là sẽ có một phần là sẽ vào nghe kinh kệ của sư. Có chứ. Dạ. Người đó tỉ như chiều mỗi ngày người ta có tụng kinh à, thì sư nói là thôi giờ tới tụng kinh rồi sửa soạn vô rồi nghe. Wow. Rồi đi đứng ngoài mà chứ đâu vô được, là đứng ngoài cửa hả sư? Nghe đứng ngoài nghe rồi đi hoài. Dạ. Ừ, còn sư á để bệnh á sư sụm cốt vậy đó, lụm xương của ta đó. Dạ. Thì cũng có nghĩ tới luôn, cũng giỡn sư thấy không? Đâu có, họ đâu có làm gì cho mình sợ. Đâu có gì cho mình để, trời ơi ghê quá chết tôi, không có. Không bao giờ có. Dạ. Ừ. Rồi sư lại nghĩ rằng thôi thì, tôi hơn quý vị, chỉ có cái xác thân thì tôi lại có thể giúp được cái gì giúp ha. Còn nếu không có xác thân này thì sư cũng y quý vị à. Giống hệt luôn, đúng không? Dạ. Cũng rất dơ, rất dưỡng rồi, không biết đi chỗ nào đấy nếu mình không tu ha. Dạ. Nhiều khi có người ta tu trong cái tâm nhận niệm của ta đó. Đâu phải mà cần phải nói à nay tu không có đâu ha. Dạ. Khó tu lắm con ơi, chứ không giờ tin 100.000 người tin sẽ không tin. Tu thì tu là tu cho mình. Dạ. Tu cho ai đó. Mình cũng không cứu ai được hết nữa, hiểu chưa? Dạ. Ừ. Ủa, con giả tỷ con làm sư đi, làm thầy đi. Rồi con cứu mà cũng có gì đâu, con lấy cái gì con cứu người ta trả lời sư đi. Dạ. Thì con nhìn cái đó là con biết được ở bên tâm tâm linh. Họ chỉ là à bạch sư ơi, thôi sư cho con nghe kinh để con học đi đào thai ha. Thì nghe được. Họ dạ. Cảm nhận. Còn họ không nghe được thì họ bị u tối. Hiểu chưa? Dạ. Ở chứ đâu phải con nói trời ơi người này kia vậy, không phải con ơi, khổ đúng không? Dạ thưa sư, nhưng mà con thường nghe được là nếu mà mình về Tây Phương á sư thì mình có thể hồi hướng cứu của quyền mà sư.
Đã nãy giờ sư nói rồi nha. Bên nào chuyện của người ta. Dạ. Sư không nhảy vô. Dạ, con hiểu rồi. Cũng không nói bậy. Dạ. Vì sư biết quên sư thôi. Ha. À, sư thấy vậy thì sư thấy vậy. Có nghĩa là ai tu nấy no. À, ai ai ăn nấy no, ai tu nấy hưởng. Chứ không có mà phát đạo với nhau. Dạ. À, đúng không? Không có Phật pháp với nhau. Giờ là anh đó anh tu, anh hưởng. Bên đây sư tu, sư hưởng. Con thấy không? Dạ. 30-40 năm rồi, đau khổ đúng không? Mà vẫn tu. Tu trong niềm vui, tu với họ vui trời. Vui lắm. Con chưa thấy đâu. Có nhiều lúc họ về họ nói chuyện nó cười lắm kìa. Họ vui lắm. Họ nói chuyện với sư luôn. Nói chuyện luôn. Rồi chứ nó sư hỏi đàng hoàng luôn. Dạ. Không có gì đâu. Ha. Không có cái gì quan trọng. Sợ quá, nếu mà như con là chắc con... Đâu phải ai cũng thấy được con. Dạ. Tại sư thẳng luôn á, là sư giờ hồi nói giờ á, là sư thiêu. Sư thiêu người ta. Dạ. Yeah. Sư thiền theo người ta. Con hiểu chưa? Dạ. Yeah. Chứ sư không có thiêu, không có thiền làm bậy. Hay nghĩa là ta nói bậy. Dạ. Yeah. Trời ơi sư ơi, giờ người nói rất ghê, không có ghê. Vẫn bình thường như mình, vẫn chết bằng cái gì. Thấy không? Đồ gì của họ. Dạ. Rồi xong khi họ đi rồi họ đi. Rồi giá tí đồ đặt rách. Mình sẽ gặp mình. Mình gặp sớm. Dạ. Rồi sư hồi hướng liền. Sư cho cái ấy. Chắc con giải là bộ đồ người ta đó. Rồi hiểu không? Dạ. Không có gì đó. Dạ thưa sư, con thắc mắc cái điều này nè sư. Không biết rằng khi mà mình cúng đồ cúng với sư thì họ có dùng được không sư? Cái này còn mắc cười. Dạ. Cúng, đương nhiên còn phải cúng. Ăn, họ không ăn. Họ không ăn? Chỉ hủi. Hủi gì? Dạ. Tại vì trong đó, con nhớ rằng trước khi làm một cái gì, thì có chư thiên chư thần. Chư thiên chư thần sau khi sư lãnh lễ, rồi sư cúng. Nhờ quý vị ăn xong rồi, quý vị truyền lại cho những người này. Atula, xuất sanh, ngạo quỷ, hoặc các hàng quý nhân. Nha, đúng chưa? Dạ. Rồi những người đó mới được thọ hưởng. Còn không là mấy người đó cũng nước ngoài cũng được vô. Dạ. Rồi sư con giờ con nghĩ đi. Bây giờ con lại nhà con. Con mời sao sư dám vô. Đúng không? Dạ. Gậy con đập chứ luôn á. Chứ con đừng nói mà sao dạ, sư đúng nói cho sư ăn. Thì đây cũng vậy. Sau khi sư đã hồi hướng rồi. Sư thiên hồi hướng. Sư thiên cho vô. Thì tất cả mọi người đều vô hết. Vô được hết. Còn dạ. Bây giờ hồi hửi thôi. Nha. Dạ. Nhưng mà sư nói con nghe là cái đời của sư á thì sư thấy là người ta khát nước nhiều hơn nghe. Khát nước hả sư? Ừ, khát nước nhiều. Dạ. Tất cả khát nước. Cúng thì cúng vậy đó, con hiểu không? Cúng á là mình cúng vậy đó, con hiểu không? Có nghĩa là nước thì cúng nước. Dạ. Đấy chưa? Rồi những người mà được sư hồi hướng á, nhờ sư thiên hồi hướng á thì những người đó được uống. Họ uống gì? Họ đi ngang, họ đi. Mà khi họ sực tỉnh thấy người này giúp họ, họ lại hoài. Dạ. Lại hoài đến gì? Để người này mới cho ăn, cho uống. Là họ lại mình hoài. Gọi là hoài. Ừ. Là... Dạ. Nhưng mà họ có giúp mình không sư? Họ sao không giúp mình cho con thấy như vậy. Dạ. Những người mình gặp là những người cứu mình. Họ sắp sửa tìm phương cách gì để cứu mình. Dạ, con hiểu rồi. À, có nghĩa là nếu mà một ngày nào đó tình cờ mình gặp được một cái vong linh đi, à, có nghĩa là mình đã đủ duyên với họ, là họ sẽ đến với mình để giúp đỡ mình. Không phải đủ duyên, mà tất cả những người đó, dạ, đã quen biết với mình rồi. Không biết ngày nào xuống gặp mà, đúng không? Dạ. Thì mình đã gặp rồi, người ta cũng gặp mình rồi. Có nhiều khi họ chỉ nói tiếng nói thôi, nha. Rồi có nhiều khi thì họ cho mình thấy. Có nhiều khi họ giỡn vui lắm ơi, chưa biết đâu. Sư đụng cốt ha, mình đi rồi. Nói nếu mà đi nữa sư về ạ, sư không lấy cốt á, hãy không được lấy cốt đâu. Dạ. Ta cũng đi nữa rồi thôi, sáng rồi đấy, không nữa, rồi đi về. Dạ. À, đơn giản. Mà họ vẫn bận đồ bình thường, không có đường đâu gì. Dạ. Nhưng có cái là đời sư chưa khi nào sư dòm mấy dưới của họ. Có gì cắn họ sao sư, còn sư không biết. Dạ. Sư không biết.
Thấy con hỏng không? Hỏng nghe người ta nói hỏng hỏng gì đó con. Nhưng mà không hỏng hay sư ha? Không. Lạ kỳ. Thôi chứ bình thường mà. Dạ thưa sư, nhưng mà cái điều này thì nó giống như là họ là chỉ là những người dân thường thôi, còn sư thì cao hơn họ một bậc. Nhưng mà sao họ lại có thể hòa đồng với sư được bình thường hả sư? Sư cao là nhờ sư có bộ đồ. Cái bộ đồ của Phật sư bận vô. Dạ. Trọng hay không mà trọng bộ đồ chứ không có trọng mình đâu con. Con cũng không có trọng sư đâu. Con nhờ cái bộ đồ này thì con mới thấy sự cung kính của Phật. Mới dòm được sư, phải không? Dạ. Sư bây giờ sư đổ đồ ra thì ai cũng như vậy hết. Đúng không? Dạ một người ta này tâm niệm người ta vậy đó. Mà người ta nhờ mình là nhờ cái bộ đồ. Bộ đồ rồi con mới tạo được. Cái con đó mà nếu sư nói chuyện con vậy như cả là lấy ao khác vô cũng được. Thấy không? Dạ. Thì ăn thua mình bận bộ đồ đúng hay không? Ha. Nếu sư thấy đời này ngủ mua. Người ta cũng thường nói. Không tin cái gì. Dạ. Thôi đi em ơi, đừng làm, vô đi em ơi, về em ơi, vô em ơi, về em ơi. Nó sẽ vậy đó. Tình thần, không có gì hết. Dạ thưa sư, sư cho con hỏi thăm á sư. Khi mà con thấy ở trong mỗi một cái đám á sư, thì sẽ có là đốt là giấy tiền vàng mã nè, nhà nè, xe nè. Tuy nhiên con không biết rằng khi mà mình đốt những thứ đó, mình ghi tên tuổi của họ, rồi đến dưới họ có nhận được không sư? Bây giờ cái này thì sư nói ngoại lại với con ha. Dạ. Cái vàng bạc chỉ ông cha xa xưa của mình biết thôi. Dạ. Yeah. Cũng do người ta nói lại sẽ biết tâm linh á. Dạ. Yeah. Là cái vàng bạc á là dục từ đây lại chỗ chôn để cho người chết biết đường đi về. Chứ cái đó không phải là tiền đâu. Dạ. Yeah. Hiểu chưa? Người ta bước ra khỏi nhà là nó bắt đầu thôi. Rải đó. Dạ. Rải rồi tới chỗ đó mà. Rồi xong xuôi rồi ngoài về. Thì cái người chết đi theo cái đó về đó. Dạ giống như là mình lót cái đường đi cho họ đi xưa ha. Dạ. Còn đốt thì hồi xa xưa lận. Nói. Hồi xưa hỏi con nghe. Dạ. Nó thấy kiếp này con không có nhà ở. Dạ. Mà xuống dưới con có xe hơi nhà lầu con tin không? Tin không? Vậy con chết là hơn người ta thì con đi kiếm người ta gì nữa. Phải không? Yeah. Không bao giờ. Còn những cái sư nói tại sao ăn được, ăn được. Cái nhất nè, giờ dỗ. Thì con á, 100 con dỗ một ngày, đúng không? Một năm dỗ một ngày. Đúng rồi, con dỗ một ngày. Dạ. Yeah. Rồi biết bao nhiêu người cũng bu lại làm con ngày. Rồi 364 ngày kia họ ăn ở đâu? Trả lại sư. Hồi mới chết rồi còn kêu về ăn. Dạ. Rồi từ từ quên hết à. Phải đau. Mà sư không được quyền nói. Đúng không? Dạ. Nó chổi sự rượu mà. Nhưng mà họ cũng phải đi đầu thai chứ sư. Đã sư nói nãy giờ nói gì con hiểu hả? Người ta phải có đầu thai. Dạ. Nhưng mà nhờ cái đầu thai đó là không phải suy nghĩ lại là có nghe kinh kệ không? Ha? Rồi có làm được việc đồ tốt hồi xưa không? Dạ con hiểu rồi. Có nhiều người ăn cướp. Ăn cướp á. Mà chết xuống sanh lên khỏi trần này. Tại vì nó trả quả rồi. Dạ. Hiểu chưa? Thì giờ này là giờ người ta về. Hiểu không? Dạ. Chứ đâu phải những người giữ dằn ăn cướp ăn trộm mà cái là vậy. Không phải. Dạ. Mà cái nghiệp nào mà người ta để cho người ta giết lại. Dạ. Cái nghiệp đó chưa? Mỗi một người là có mỗi một cái nghiệp. Phật, cái gì cũng có. Không có ai mà không có. Dạ. Sư nói á, tu thì tu riêng mình, Đức Phật lắm mà. Đức Phật á, bây giờ á, mình có đi theo ổng cũng vậy thôi. Là đi theo con đường ngài á thì được. Dạ. Còn nếu mình đi không theo đường ngài thì mình phải đi chỗ khác rồi. Bị dướng rồi. Phải không? Dạ. Chứ đâu phải con nói, ông nào tu cũng vậy không phải đâu. Tu nhiều nào khổ nữa con ơi. Ủa. Dạ tu càng nhiều càng khổ hết sư. Chứ thì sao? Tu thì không được nói bậy. Dạ. Nhưng mà có nhiều ông phải nói bậy mới có thời. Còn sư là không. Không bao giờ nói bậy. Dạ. Nói bậy gì, cái tiền làm cái gì? Cái tiền chỗ đâu nở nơi. Phải không? Ừ.
Dạ. Sư tỷ là đâu? Dạ con hiểu rồi, có nghĩa là mỗi một người sẽ có mỗi một cái nghiệp riêng. Đúng, người nào cũng có hết. Bây giờ người tới tu cách mấy đi nữa, người không tu cách mấy đi nữa, nhưng mà cái duyên nghiệp làm tự tạo sửa trả quả. Đúng không? Dạ. Quả là phải trả thôi. Có gì đâu mà giữ hoài đâu, không ai giữ đâu. Dạ. Dạ thưa sư, còn cái việc mà con thường thấy lâu lâu là có một hai người bị ma nhập đồ sư, như vậy là sao sư? Có nghĩa là nhiều đứa con nít cũng bị luôn sư, nhưng mà con không hiểu rằng là họ đang bị cái gì sư. nói sư mất rồi. Dạ có, nhưng nó hay với đó là đạo tà. Đạo tà. Tà chuyên môn đi kiếm tiền mượn vụ đó không? Chưa. Ém người này, chập người kia, kéo người nọ. Đúng chưa? Nhưng mà đâu phải làm mà được đâu. 10 người mới có người bị thôi. Dạ. Đúng chưa? Mà cái người làm nó khổ. Mà cái là người làm không gỡ được, mà người khác sẽ gỡ cho người ta. Mà gỡ được cho người ta thì ông này sẽ mệt. Hiểu chưa? Dạ. Anh thử ra những người nào bị vậy, mình tụng niệm đi. Trời ơi, tụng niệm sống cái gì đâu. Tụng niệm là sống hả sư? Ngô Phật mình tụng mình cũng được. Chứ đâu cần phải các chị sư. Chị sư á, đến để làm gì? Cái thứ nhất là đọc kinh Tam Bảo. Ha? Dạ. Chào gia đình trước đi. Ha? Người một vài câu gì đó người ta đọc trong những cái dòng đó. Nghe không? Để sống nó có gì đó. Dạ. Đời người sẽ nói vậy? Đời người rất mù quáng, ít kẻ thấy rõ rồi. Nha. Người nào cũng vậy. Thấy nhiều quá, khoái giới. Những người đó không làm được đâu con. Không thấy có ai mà được thảnh thơi. Dạ, càng giàu con nghĩ càng cái giàu thì nó có cái khổ của cái giàu xưa. Cái gì cũng vậy. Cái gì? Dạ. Cái nào? Đồng tiền lớn thì chết lớn. À, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà trong đó thì cũng có những cái người ta được phước. Người phước người ta trổ. Dạ. Nhưng mà nó trổ trong một thời phút thôi. Rồi cũng nợ nữa. Cũng nợ nữa. Dạ, đúng, giống như là một cái cây nó ra quả thì có đúng, tháng nó ra. Đúng. Rồi tới tháng nó hết ra hay chưa ha. Ừ, có khi không ra trái nữa. Dạ. Đúng không? Cái gì? Ừ. Dạ, còn trường hợp thứ hai là sao sư? Ừ. Trường hợp thứ nhất là người ta lợi dụng vô. Rồi còn trường hợp thứ hai là sao sư? Sư không nói được. À? Không nói được. Không nói là không. Nhưng mà nó có thiệt không sư? Cái nào cũng thiệt. Cái nào giả? À, có nghĩa là một đứa con nít đang ngồi như gì? Rồi tự nhiên nói chuyện ra là giống như một người lớn. À, như vậy là có thiệt hay là giả sư? Cái đó là cái tiền âm của đứa bé nữa. Dạ. Yeah. Tiền âm là tiền xa xưa nữa. Tiền kiếp hay xưa? Ờ. Rồi đó, bây giờ người ta còn đang coi cái trong khoa học phải coi mà. Dạ. Yeah. Ừ. Chưa có lời giải thích xưa. Ừ. Chưa có lời giải thích. Xưa thì xưa không có theo đó. Dạ. Yeah. Rồi sẽ thấy có quả. Dạ, hưởng còn không quả. Nghiệp báo. Dạ. Có học phải nghiệp báo. Tại vì có thấy một con sư khoái tiện cái chừng chết xuống nó làm gì, ông chết xuống dưới ông làm gì, ông làm con trăng, thấy không? Con gì sư? Con trăng. Con trăng để ông giữ tiền ông. À, thấy không? Con trăng nọ tiền duyên sư cả, đêm bạc vàng ra mã đất chôn, đến khi hồn phách lâm chung, biến thần trăng nọ làm thân giữ gìn, thấy không? Dạ. Hiểu chưa? Nó cái câu đơn giản thôi. Tại vì hồi đó không lên đây không bận rồi thấy cho tiền quá trời mừng lắm hơn mừng. À, cái nghiệp mừng trả lại là ôm. À, giống như con trăng ngồi ôm. Cái tiền chết cái ủ rồi sao đấy? Tiền kiếp giữ hoài, giữ không lại hoài, trốn đi được đâu? Hiểu chưa? Dạ. Wow. Thật là tuyệt vời khi nghe những lời giải của sư. Dạ. Sư thì sẽ nói vậy. Cái nào sẽ biết thì sẽ nói. Cái gì không biết thì không nói. Dạ.
Vừa rồi thì con có nghe sư nói về nghiệp, tuy nhiên nghiệp của mỗi người á sư, mình có thể làm cho nó nhẹ bớt không sư? Cái chuyện đó là tự mình lo mình chứ không ai lo cho mình á. Nhưng mà mình có thể thay đổi nó không sư? Được, nhưng mà tự mình lo mình. Dạ, có thể thay đổi hay sư ha? Nhưng mà tự mình lo mình là sao? Là tự mình có cảm hóa mình được hay không? Dạ. Cục vàng, cục đất, lấy cục nào? Lấy cục vàng. Dạ, nó lấy cục đất. Dạ. Cũng còn tánh tham, đúng không? Cái con người mình là vậy đó. Nhưng mà khi chết xuống rồi thì ân hận, mà ân hận thì sao? Phải đi kiếm cái này, cái kia rồi. Chứ gia đình đâu có ai cứu đâu. Đó, con thấy đi. Biết bao nhiêu người chết rồi gia đình có lại nữa không? Không. Đúng rồi. Quên. Dạ đúng rồi. Ăn, không ăn chay mà. Khoảng 5, 2 năm là bắt đầu họ quên. Tiêu. Dạ. Thì ở gửi sư mới biết. Có người cả chục năm không lại thăm. Cha mẹ họ cũng không thăm. Thì sư nhìn cái cảnh đó thì nó đúng rồi. Quý vị nó đúng. Không ai thăm quý vị đâu. Nha. Dạ. Không ai biết gì mà thăm. Tội nghiệp những cái dòng nó dữ gì sư? Đâu có con nhiều lắm con ơi. Cái dòng là bất sở nhiều. Nhiều lúc họ sanh tiền á, làm người á, rồi họ không biết cái đó. Không bao giờ. Nhưng dạ. Họ mất rồi, họ mới tiếc nói, phải không? Là muộn rồi hả sư? Mọi muộn rồi chứ sao muộn. Muộn nghe giờ không có luôn. Nhưng mà khi mà lỡ lạc đường như vậy á sư, rồi sư giúp giúp họ được không sư? Không. Không. Không cứu được luôn hả sư? Không. Sư chỉ kêu nghe kinh kể đi, nó nhẹ bớt tội lỗi hay không. Tại nhiều khi á, con làm một cái quả phước đó mà tới đó mà con không làm nữa thì con làm sao con thoát được. Dạ. Hiểu chưa? Ừ. Thí dụ như bây giờ con nghe lời sư, mỗi lần sư tụng kinh rồi thì con vào con nghe, rồi sư làm công việc gì thì con đi theo con phụ giúp, như vậy có quá giải được không sư? Không. Vẫn không luôn hả sư? Không. Con chỉ nghe kinh kệ, học kinh kệ, những cái câu đó, thấy không? Dạ. Con cứu con thôi. Tự con cứu con, ha. Chứ còn người khác không ai cứu, không ai cứu. Không ai cứu nổi. Đức Phật còn không cứu được ai mà. Không cứu được ai. À, như vậy là chắc nhiều lắm rồi sư ơi. Đầm lắm rồi. Dạ. Trời ơi. Nói rằng nít nhiều. Dạ. Nít về cả đống nữa. Dạ. Nói rằng gì thì nó báo sư biết ha. Con nít thì nhiều hả sư ha? Nó báo cho sư biết ha. Dạ. Ừ. Nhiều. Sư có cái mắt cười lắm. Sư ngồi về thôi. Sư ngồi về mà làm giật mặt mặt như có điều giỡn thì đó. Là tối đó. Dạ. Mà có người chết đó. À có cái điểm báo hay sư ha? À, báo à. Giống như là có người khiều sư vậy đó. Ừ. Khiều sư ơi có chuyện vậy đó. À, vui lắm. Mà. Tạo mình vui thôi. Dạ. Dạ thưa sư. Mình nói đi. Dạ thưa sư cho con hỏi thăm á, con vào thì con thấy được ngôi chùa của mình á sư. Thì ở đây là chỉ có mình nên sư hả sư? Ừ, mình là... Dạ sư tu tập mình nên thôi. Tu mình à. Dạ. Là từ hồi xưa tới giờ là khoảng 30 mấy năm hả sư? Mình sư à. Sư kế thừa cha sư. Dạ. Kế thừa cha sư. Kế thừa của ông. Ừ. Thì hai cha con ở trong một cái chùa. Bây giờ chùa ổng mất rồi. Bây giờ còn mình sư. Rồi sư nói ngôi luôn. Nói ngôi luôn. Dạ, nhưng mà phải có căn duyên mới được sư, còn không có căn duyên là mình ra đời rồi. Rõ ràng luôn rồi. Dạ. Mà khổ lắm con. Vô trầy chật đủ thứ đó con ơi. Mà nó có sư tu trước cha sư đó. Mà sư còn trầy chật vậy đó. Cái điện gì mà mới tu là chết liền á. Cho dạ. Nhưng còn thấy có cái khó ở đây. Là ngôi chùa của mình nằm xung quanh nghĩa địa xung quanh sư. Ừ. Thì đâu có người dân đâu mà trợ duyên cho sư lương thực hàng ngày. Để mà sư tu tập. Đúng. Dạ cái đó cái khó hả sư ha? Ừ. Rồi đến những lúc đó thì sư phải làm sao để có được lương thực sư? Thiếu. Dạ. Thiếu thiếu. Thiếu rồi... Người ta trợ duyên hay sư ha? Đúng á. Thiếu bao nhiêu tiền cái gì đó.
Xin em tiện vậy. Rồi, cái nào ăn, cái nào làm chùa. Dạ, sư chia ra hai cái. À, cả cuộc đời của sư chỉ dành cho việc là làm chùa. Làm chùa chứ phải tính gì tính. Dạ. Tại vì nghiệp của sư. Sư nguyện sư chết thôi. Chứ còn sống mà sư làm chùa. Sống mà sư làm chùa. Còn ai muốn nói thì nói, ai muốn làm gì làm. Hãy có bao nhiêu là sư làm chùa hết bao nhiêu. Mà sư chỉ biết nghe bên tâm linh thôi. À, chết rồi. Thôi. Không lo chạy kiếm người khác, để người khác cứu ông. Chứ ai cứu ông nữa. Thì sư thấy đúng. Dạ. Ừ. Với nữa, bây giờ nếu mà sư mất rồi thì mấy người này ai, nhà ai. Đâu còn ai nhà. Mình chỉ sống luôn. Nhưng mà nếu mà sư ấy thì có họ đi theo hỗ trợ cho sư rồi. Một Phật có. Dạ. Lắm à. Còn hay lắm á. Đừng có giỡn với họ. Dạ. Sư cái gì thấy sư cái gì đó hỗ trợ sư này. Dạ, hỗ trợ lực cho sư. Chúng tôi dễ gì được hay không? Dạ, tại vì bình thường sư đã lo cho họ mấy chục năm mà. Chừng nữa thì họ lo lại cho sư. Sư mới lẻ. Dạ, cái này giống như là cái duyên mình tạo ra hay sư ha? Không, cái nghiệp của mình. Dạ. Cái nghiệp của mình trước. Cái duyên nó đi sao? Dạ, chứ duyên đâu đi trước là sư đâu về đâu. Dạ, cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình lại hợp với những người đó. Dạ. Có hiểu không? Cái nghiệp của mình là cái quả mình ở chỗ đó, mình phải làm cái gì để trả quả. Có hiểu không? Dạ. Nhưng mà đỡ cái là sư tối ngày chùa. Dạ. Chùa hư, sư chở, sửa chở. À, hoặc là sư làm, vậy thôi, không cách gì khác nữa. Dạ. Nếu mà như nghiệp thì có thể là lúc trước sư nợ họ không sư? Có ạ. À. Dạ. Cái đó có nha. Dạ, mình, bởi vì con hồi xưa mình cũng có nợ một người nào đó. Dạ. Thì mình bây giờ mình phải trả. Dạ. Đúng chưa? Mà khi mình đang trả gần xong rồi thì quả phước trổ. Dạ, tuyệt vời. Nghe không? Thì phước trổ thì mình hưởng. Mình hưởng theo cái cách lắp vô nữa, cho nữa lên nữa. Chứ không bao giờ ở bên người. Không bao giờ giữ trong người. Dạ. Có hiểu không? Nó tỷ người ta cho sẽ được một ngày. Sẽ nói ngày quá. Sẽ mua cục gạch. Sẽ đắp vô tâm bảo cho họ. Họ còn phước hoài. Chứ mà sẽ lấy ngàn đó. Sẽ mua đồ ăn, ăn rồi cũng hết rồi. Hết rồi, đâu có cái gì dính cho họ đâu. Thì họ mới mờ khoái, họ mới khiến sư làm quái. Dạ. Thấy không? Dạ. Đó, đó là cái nghiệp độc lắm đấy con. Dạ, tuyệt vời quá sư ơi. À, mua Phật, sư nói vậy đó. Dạ. Cái gì sẽ biết sẽ nói ra. Dạ rồi cả nhà ơi, thì vừa rồi là một số câu chuyện tâm linh diễn ra xoay quanh sư thầy. Thì trong ngày hôm nay sư thầy đã gửi đến cả nhà mình. Cùng với đó là sư thầy cũng đã tiết lộ về đôi mắt âm dương của mình. Có thể nhìn thấy những cái vong linh cũng như là những quan hồn. Dạ, đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video. Và Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nhé. Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày ạ. Xin chào.